Con xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Hương Mã Non nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay nhóm cũng sẽ có một chuyến đi chơi cả nhà. Thì bữa nay gia đình của Út Cường, ba với mẹ, với Út Cường, Út Liễu với Thảo Nguyên sẽ đi lên còn qua còn để đi cùng với anh hai có đi lên thăm bác hai nha. Bữa nay mình cũng mời cả nhà đi theo qua chân gia đình nha. Thì sáng Út Liễu cũng có đi chợ nè. Mua ít rào để mình lên bác hai mình nấu ăn. Cái này là tép, tép thẻ nè. Còn này là mực. Lên chảnh mình xào. Còn trong đây là xương súp nha. Rồi đây đó là hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn này hồi đó chở riêng nè. Với ít đồ để mình lên chảnh mình nấu. Bữa nay mình cũng xào con hẹ nè. Đó, con lạ đồ đi theo cả nhà. Cũng mua bánh. Bánh mì nướng với bánh bò nướng nè. Bác hai cho bà với bác hai nó chà. Đây coi kìa, cái giữ kìa. Cái này mới là đặc biệt nè. Đây là cái chai rượu mà của chị Vinh về cũng có tặng cho ba. Thì bữa nay ba sẽ cầm cái chai rượu này lên trên bác hai để làm lai ga với bác hai. Rồi chai rượu nè, nhìn thấy. Sạch sẽ ha. Mình để vô giỏ đi cho nó ổn đi. Thật là không có dám cho nó theo mà con chú ở chỉnh gà nhiều lắm, nó vượt gà. Nó vượt gà dữ lắm, mình cho theo dẫn nó vượt gà đi hỏi đâu. Phải để nó ở nhà. Hồi tháng Nguyên đi học về. Đang gẩu thì bông bí. Mình mua lọn rau cần nước, với con trai cũng mua con muống nè. Em mà bún. Thì mình mời cả nhà nha, thay trang gia đình đi lên thăm bác hai nha. Cái bánh xà. Cái gì nghe bông kìa. Có ngon vậy hả? Bông kìa. Tới đây đang. Mình đi với anh hai chị hai cả nhà. Rồi cái bài bông. Cái bông đẹp quá ha. Ngộ trễ. Cái cây cây bông. Cái dễ lắm, cây cắt hay gì á. Bông nè cả nhà, trong thân mà nó đâm gan chùm nè. Đây nè. Cà na kìa, cà na trắng nhất. Dạ, xuống đây nè. Cây vậy cây gì nha. Không biết luôn. Bông một đẹp quá. Giống bông lan. Lá giống quế mà quế lá nó nhỏ hơn ba. Cái này lá bự. Nước này phải nước đăng nè, xuống sông mò đấy. Con gái chào bà cô chú. Con gái đi theo mà con gái chạy trước. Xong này thì mấy anh em không gọi đi lên đây đăng mày cả nhà. Đăng mé mày, đăng mé bên kia nha. À ba tới. Ba. Tạo. Mình quay ngựa sáng cái nó bị tối nha. Thank you.
Bác ơi. Ờ à, bác hai bác nhờ tiền chết đi kìa. Ờ à, đẹp quá trời. Cái đường nhà bác hai cho dốc quá cả nhà, cua quá, dốc quá. Thành ra không dám xuống. Dạ, anh cửa anh chạy xe quá chị Dư. Bác hai đốn mấy cây nhãn ở đây cái nó chấm lên nè. Đường này bằng dữ chạy được. Đường này là phải ta lái rồi giữ rồi mới chạy được anh ha. Đường này nhậu cho không khỏi bác. Bữa nay con dẫn khán giả lên thăm bác hai. Nhà bác hai. Nhà bác hai làm cái tiền chế à, cầm gãi bác. Đông rồi. Đây cái này có giá không chị? Giờ này nó chết hết trơn rồi. Bác hai con mới lên tới hai rồi. Bác hai có ở hả? Chết chân rồi. Của tôi sao mà anh chứ nó cũng chết chị rồi sao mà tụng canh nó giờ nó lại. Nó ngưng lại. Chết hết rồi. Dạ. Chết rồi. Tôi đổi thật là cả 6 tháng rồi đó, tôi đổi thật luôn rồi tôi không giục cái khoản loại mà cái gì mà 25 kg. Bỏ luôn. Cái này thì này có giá. Trước tôi giục 1 kg. Chết hết rồi. Rồi sao cái nó chết rồi tôi mới bỏ cái đó tôi mới đổi lại 316. Bà hai để cho phân vậy nè. Đi bữa nay lên thăm anh Tiết. Lâu dữ rồi cũng lâu rồi, năm 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 mà đâu có đâu có anh hai nhà. Đâu có nhà đâu. Dạ. Hồi anh bóp về đâu có nhà đâu. Dạ. Có. Con đâu có nhà. Chị. Bữa nay cả nhà bữa nay cũng ở dưới không có làm gì cho người con anh ngủ lên thăm đính chơi rồi bữa nay giờ ai chồng lên thăm đính chơi. Bữa ba đó giờ ba lên đây. Chưa có lên lần nào. Lần nào. Đi du lịch rồi còn Mỹ Phước. Chưa lên lần nào hết, mới đây là lên nhà nến đầu tiên. Ngồi đi rồi nó làm nước mới uống. Bữa nay thì cũng lên mà ní. Có các bậc lý nha, bậc lý chút xíu rồi mới trình ra cho ní cho ní coi. Có đồ tặng quà cho ní. Ăn nhăn bánh. Ở đây thấy yên bình quá cha. Bánh bò nướng mát mẻ lắm. Bò nướng ngon. Chứ là như là bác ở bên đây thì nó lớn tuổi ở bên đây là không có ồn ào. Dạ. Bên đây thì khỏe. Dạ. Dạ. Bác gì dữ không đâu có vậy đâu. Chị ngồi cho chị. Được. Anh hãy với cửa ngón này để em làm thêm nước cho chị. Bánh này là bánh lạc sáng của quê mình nha cả nhà. Con này học lớp mấy rồi? Gái con học hết năm lớp 12 đó mà. Rồi. Học xong 12. Vậy là hết lớp 12 rồi hả? Dạ, đúng rồi cả nhà nha. Hết là năm rồi. Con ra trường đâu cơ, đứng năm rồi. Năm rồi. Vậy là hết lớp 2 rồi học bên ngành hả? À, bên nhà. Do ở nhà theo vợ chồng con làm YouTube luôn. Con không có khả năng để cho đi học. Cũng đỡ. Chứ này qua bên cái người học kinh cao đẳng nhưng kiếm ngành này kia được. Dạ. Cũng mấy năm. Dạ, cháu nói theo tụi con làm YouTube thì cũng như con cũng tạo cho nó một cái nghề. Cũng được. Sau này có thể cháu thành thạo thì con sẽ lập cho cháu một cái kênh YouTube riêng. Dạ, để cho cháu làm. Mà cả nhà nha, uống cà phê với gia đình của bà hai luôn. Nè bán đi bác. Cái bánh nè, này là bánh bò nướng nè, cái cân với nướng nhỏ xíu à. Chào mẹ nướng nhé. Không phải để uống nó thơm nè. Tôi chịu trà cá. Nó ngọt. Cá hả? Bớt.
chịu á. Này nè, chắc có hai phai nước ra quá chứ lâu mưa lắm à. Quấn lớn rồi ra chính hả? Bà gì bà biết tên á? Bà là Nam Ánh á. Bà gì tụi ấy mình à? Ở đi thì nhiều lắm em tên. Không có bà, còn ở đây, bên vợ còn ở đây. Vợ còn đây. Vợ còn đây. Vợ thì ở ngoài mà bên vợ có của tại vì cái chú bác đó nói chuyện với ngài có rồi. Rồi ngài cho thấy Lý là quen dữ lắm mà là để tôi mới nói để có khi nào tôi đi lên Lý tôi rồi rồi nó quay rồi Lý nhìn nha, Lý nhìn Lý tôi nha. Không có còn hả? Ở Phú Quốc. Vợ cái gốc ở Phú Quốc. Mà nhưng có đi vợ đi ra nước Canada. Vợ thì ở quê của bên này. Ờ vợ thì ở Mỹ Phước. Dạ. Cái dân Mỹ là biết không hết cái dân Mỹ rồi đó, vợ đó. Nó chịu săn bắt lên. Ở nếu tôi á bây giờ muốn săn bắt là mò nha, cái này mò chứ không có bắt nha, tự đi mò là tự bắt, bắt được con nào lên chiên con đó. Mà không biết lý mò nổi không, hỏi cá vợ. Nghe nói cái sợ rồi, cá không có tí rồi sao mà mò bắt nó cũng mấy trăm triệu. Mà khó nữa, khó xin lắm. Vô gì vậy? Hả? Đây mình cũng chuẩn bị ra nhà thứ hai, căn nhà này là tép thẻ nha. Mình cũng mình đông á, đông cho nó tươi. Còn đây là chả cá. Rồi bên đây á là hộp vịt lộn. Mình mua bữa nay lên nấu lẩu nha cả nhà. Bên đây thì mình sẽ cũng mua này là bạch tuộc nè. Mình mua mình chọn con bự đó, cái râu của nó mình chẻ ra thì này cả nhà, nó sẽ mềm nha. Bữa nay bạch tuộc này thì mình sẽ né bông hẹ. Còn tép với chả cá với hộp vịt lộn này thì mình sẽ nấu lẩu thái nha cả nhà. Đây cái lẩu thái. Đây mình cũng khóm, nói chung là mình cũng mua sẵn cho người ta gọt sẵn luôn vậy nè. Bên đây mình gọi làm. Con bớt đó. Mình đang kèm đây là rau. Cần nước nè, bông bí nè, với rau muống. Mình đang lẩu. Bên đây thì mẹ cũng đặt bông hẹ nè, bông hẹ tươi. Con mẹ lúc này rẻ chị hai, ký có 35 ngàn à. Mua đại ngải à. Dạ con mua đại ngải đó ngay. Dạ. Giờ mình sẽ ớt nha cả nhà. Này tốt. Đây là ít gia vị nè, mình sẽ ớt cả cá. Thử dính sẵn luôn. Dạ, con thử sẵn luôn. Mình sẵn hết. Tiêu. Lên đây con sợ bắt hai đu bu nữa. Rồi con làm sẵn ở dưới luôn. Ngày tỏi nè, Liễu cũng làm sẵn ở dưới luôn cả nhà. Em lên cho làm cho nó mau á. Chả cá này thì hồi mình sẽ dò viên, mình sẽ để vô lẩu nha. Dễ ăn. Dài hết điếc được dạ. Rồi á, dài á. Bá hai biết không, con mua về con kiểu cường đâm ở dưới luôn rồi nè. Vậy đó. Lấy cái chài mình đâm á. Dài hết. Đâm rồi, đâm sẵn rồi cả nhà, lên đây khỏi đâm, lên đây mình chỉ ớt, mình để ra cho nó thấm gia vị là mình nấu được rồi. Đằng này lên con dẫn nè Thảo Nguyên nó lên để cho nó quay. Chứ yeah. Con dẫn nó lên này lên đây con quay cái đâu có ai đâu mà vô vụ. Dạ. Đây là cái số bạch tuộc mình cũng rửa rồi để gói này cả nhà. Giờ mình cũng có ớt nha. Dạ. Bác hai để cái cho con đi. Cũng cho vô ít gia vị. Đây là tỏi nè. Hai cái món này thì không thể thiếu tỏi thơm như thế này. Tỏi thơm nhiều nó mới ngon. Nhà mình có thích ăn thì cái món bạch tuộc ớt này né này thì mình có thể để vô thêm chay sa tế nha. Mình để vô hũ sa tế đó thì cái vị nó sẽ cay cay, nó thơm thơm. Ớt liễu thì không có để, thành ra mình cũng có chuẩn bị. Mình chỉ ớt gia vị được cả nhà, mình ớt cho nó vừa ăn đó. Kiểu nó vừa cái vị mặn vừa vị ngọt á. Thì mình xào với con hẹ nó cũng ngọt nữa là nó ngon rồi. Ra cái nó cho người ta ăn, không bị ớt để đây cho nó thấm. Thì đây mình cũng bắt lên nồi nó sôi cả nhà, thì mình sẽ nấu súp nha. Đây là xương súp nè, mình cũng trụng để gáo rồi nè. Mình cho vô. Mình nấu lẩu thì có xương súp mới ngọt nha cả nhà. Thì mình cũng cho vô ít gia vị nè. Cường. Cá dừa. Cái này vừa dứa vậy ta. Không biết bà hai bẻ sẵn rồi. Cái dừa. Dưới nè, còn đỡ. Đỡ. Dưa sim lùng. Mình cho hai trái dừa như thế nha. Dừa này thì nước nó rất là ngọt. Dừa cũng có hai dây chặt đắng. Đấy. Mình nấu nước nhiều chút, để ngồi nó còn sắc lại nữa đó nha. Để mình qua cho bà con chú xem món này nha. Rửa cháy quá nó xém nè. Này là món trồng heo kìa.
dư là em cũng hay có. Cái đó lửa nhiều quá ha. Lửa nhiều quá. Em cái món này là gặp anh bớp á. Anh thích món này gắt nhiều. Lửa nhiều quá mình chảy nó vàng vàng vậy nó mới ngon đó cả nhà. Cái nồi xương súp của mình nó cũng mềm rồi cả nhà, nó cũng ra cái nước ngọt này. Hồi nãy mình cũng có để mấy thanh cốm vô á cho nó thơm, chứ để lộn xả nữa. Bây giờ mình sẽ cho chả vô nè. Có phần chả cá này thì chắc mình để vô đây luôn cho nó chín lên bàn mình ăn liền cả nhà. Chứ lên cái lẩu mà mình đợi á thì nó lâu lắm nha. Mình nấu cho nó chín luôn. Chả cá này, chả cá dẫn nè. Chả này ở phường cũng tranh thủ đông, em cho nó dai. Thì là lẩu Thái nè. Cho nửa chai cả nhà. Cho hết là nó cay á, cay hết cái ăn được. Chút nữa mình sẽ nêm nếm mình dạo nước me vô. Chai lắm à. Lẩu rồi mình cũng nêm nếm cả nhà. Giờ mình sẽ múc vô. Cái giá nó bị. Vậy chịu khó mình múc. Vậy là giúp mẹ dài dài bớt con. Cao. Cục xương súp này cả nhà. Nhìn ngon quá, mình nấu nó rượu quá, cái xương cái thịt nó bung ra. Cái chả cá này ông Tiền cũng đâm thẳng nhà cả nhà. Nên chắc nó dai dữ lắm, tại vì có thời gian mình đâm nó hơn lâu. Sáng không hiểu ra đầu đi chợ về là thảy ra đó, anh đâm đi để lên thay bác hai, nhiều khi cái nói chuyện này kia cái không có thời gian á. Đâm sẵn ở nhà. Sáng thì mẹ con chuẩn bị đồ bên đây, cha con lui cui ở bên chòi á, lấy cái thao để chả cá vô rồi đâm. Hôm nay anh nắm không? Được. Đây là nấm rơm nè, cũng cho vô ít luôn. Rồi ra ngoài mình còn ăn cái lẩu nữa, thành ra mình để nấm rơm. Để bếp ga. Để bếp ga. Đây là ớt, ớt với ngò, ngò ôm. Rồi, anh Tân được không? Nóng mà anh Tân kinh cái miệng á. Không được thì lấy cái gỗ để vô. Được. Xào mật chiếc lên cái này. Nói mật lớn nè. Cái đầu là cái đó. Cái này nó hơi nhỏ, cái này xào hai lần. Từ từ thôi. Dạ, cho hai lần cho nó nóng á. Rồi, xào đó cho chín hả, mở ấy nha. Xào cho nó chín ra đi rồi mình phải để bông hẹ. Rồi bông hẹ thì mình để mau á, để xào xèo thì mình ăn được. Nó ngọt. Vậy có dám đi với bà Trung lớn ý bà đi. Đứng đá đi tới người yêu với nãy giờ với thằng là Phú rồi. Quên á, nãy giờ rã xong không chạy đi mua trước. Để mà sao chúng mình làm cái anh hai về tới. Cái chai rượu này nè cả nhà thì chị Vinh về, mấy chị Vinh. Chị Vinh với anh Phước về cũng có đem chai rượu nhang biếu cho ba. Thì bữa nay ba sẽ cầm chai rượu này lên để uống chung với bác hai, gia đình bác hai với anh này đâu, với chú. Này để Cường vui nha, nhưng mà Cường không uống. Này bà lên uống với bà hai. Này thấy không? Được chưa? Biết khui không? Thôi được rồi, em lắm bẩn tới dục rồi. Được chưa? Cha nó thấy bộ nước cũng thôi. Hôm nay nó dư quá. Dư quá. Nè cơ kỳ. Đi. 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 Đi ra con. Đi ra. Má. Rồi lấy ra đây tê lắm mà. Nhìn đẹp quá ha. Con đứng đây con ngửi thấy mùi đó. Bên kia nữa. Cái bàn nó nghiêng cao quá, không tà lè chứ. Nó nghiêng. Dạ. Ôi nghiêng gấp con tiếng. Lấy lá mận đi chị hai vợ đừng để cùng gặp. Kệ đi, tại vì nó nghiêng là nó nghiêng cái miếng đan mình á. Xanh cái bên kia ở cùng gạch đi, ở bên đó đây cùng gạch vô đi. Giờ thì bữa ăn gia đình Hương Mợ Non cũng đã làm xong, thì cũng xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng chung với gia đình Hương Mợ Non nha. Bữa nay nội Thảo Nguyên lên thăm đây cũng như khi ông nội luôn, nội thành ra lâu quá cũng lên thăm ní mà nhưng có em Phước
có tặng cho nội Thảo Nguyên chai rượu mà ở dưới không có ai uống với ông nội hết trơn, bữa nay mà chai rượu lên uống với Lý à, uống với Lý nha, mời mời em Phước nha. Rồi rồi chú em dưỡng chính đi, dưỡng chi chúc mừng giờ Lý đem chai rượu tặng lắm không ta, tặng đó giờ đem lên đây uống với anh em tôi với chú Chính đây cũng gần đây thôi, cũng 1, 2, 3 Lý mình vô rồi chúc mừng mấy ông ngoại là mấy anh bà con mình ngoại khỏe hết ha. Qua năm gì nữa làm cho ảnh với ảnh với chị có tết thì điểm ảnh với chị có gì cái này con nhẫn lên chưa có rồi chấm chấm mặn tường á chấm mắm chấm mắm nè chấm mắm này này mình nói chung mà thôi kệ chấm chấm chế bạn có không dạ dạ có bạn bạn chém đi thì em ngồi đi con lấy cho mình vậy đó hôm dễ uống mình ăn cái thơm ngon. Cái gọi gì đây? Xin chút nước tương cho tí đi. Uống nóng gần. Không nóng gần người. Không nước ngoài mà. Chạy đi mua đó. Cái là này đường dưới nhà bác Hai. Cái nó gắt cái sạn. Rồi té ngoài đó, từ này té từ kia đó, cua đó đó. Em cũng mà cua đó mình kỹ á, mình để số mình tắt máy chết. Hứa. Ăn cái gia đình của em. Em mời anh bóp nha, ăn với gia đình của bác Hai luôn nha. Cái thằng này thì không phải khu Pháp mà khu Úi Ta, khu Mỹ. Khu Mỹ quá hả? Dạ, tại vì chị Vinh với anh Phước là ở Mỹ. Vinh với Phước chính là nó cũng dạng chắc là mẹ ok đây má. Cái của em. Dạ. Ăn lần đi. Ăn lần lần đó mẹ, để lẩu lên. Là anh ơi, ông Hạ này mình xào vậy là ăn được rồi đó. Mời cả nhà ăn một kìa. Chơi ngủ uống chơi. Nè lâu lâu được đi chơi nha mà cô chú. Mình ở nhà. Nay vẫn là chủ nội. Cái này cũng được mà. Đi vui chung chung. Đó cái là anh có mài cả nhà. Cái bốn à dùng bữa cơm. Luôn luôn làm nước ngoài là bốn cục cho lên. Với gia đình mà non. Nó mình lấy vậy cho nó mạnh á. Mình có cái thì uống này nó không thơm. Có chú ơi, chú Chính à, cái này con xào chín rồi nè. Để chú đó. Có hai ơi, con xào chín rồi. Cái nước của nó là nó mình xào xong mới để nồi lẩu lên xanh mình hồi xưa ha đi. Ăn cái này trước đi. Nó cái quốc xanh mình hồi xưa chay vuông đó là nó giống cái về cái mấy đợt này ha. Dạ. Cục kia nó trong lắm. Ừ. Chịu gì em chắc vậy? Hả? Về dân nắng là mình ăn rồi. Thì kêu dân nắng. Nó chín quá nó bị dài. Nó chắc chứ. Về dân nắng quá. Đâu có đâu à. Hồi rồi. Hồi rồi Diệp Kiều hồi mới về thì nó trắng dữ lắm. Mới về trắng. Có chừng nào mà hôm nay đi cài mà nắng không. Về thì là đi ngoài nắng không lên trở lại. Ngoài nắng nè. Ở bác Hai đâu, bác Hai gái đi vô lấy. Mời cả nhà. Lấy gì vậy? Nước đá. Bữa nay đi bữa nay đi còn Mỹ Phước lên 5 giờ tiếp. Chị Hai bữa nay vô, chị vô anh Hai ơi, vô anh Bảy hả? Vậy anh thứ Bảy thứ mấy? Năm. Thứ Năm ở Năm. Tôi thứ Năm. Rồi kêu Năm đi. Rồi. Thì nó đã sống nhỏ vậy luôn. Dạ. Nói chung là sát ganh hai anh em gặp ganh luôn. Đồng trước chị Hai hồi đó. Thời còn đi chơi đi với còn chơi ở ngoài đâu quá không đi. Hồi cá nhỏ thì nó ăn rồi nhà đấy cũng cất cây tuổi rồi cá nhỏ cặp lên trước cặp nữa. Dạ, nhà chú cháu nhỏ là cặp ra nhà con luôn á. Chắc tôi sinh cá lại tội quá. Nói về nào về nói chung anh cũng không biết nó. Thứ Bảy chúng lên. Rồi biết chú Tám. Mời cả nhà nha, ăn món ruột khìa nha. Ruột khìa này là của em Dư. Giờ em Dư bữa nay ăn tương cả nhà, em Dư không hòa chung với gia đình được. Nó làm em anh luôn. Đi nghe cái ký. Năm rồi đã không? Chủng lâu quá cô không gặp anh. Của chú Chính hả? Đi học mà. Có này có Chính, cũng có. Đi ra ký. Cho Chính đấy rồi, của anh Tổng. Đi ra rồi. Đi hoài đâu mất rồi. Yeah. Em chỉ gót thôi. Còn thằng kêu kêu đó mất rồi. Đi đâu rồi? Có này cũng không cho ăn hồi nó kêu. Nay cha con là chỉ cái tiếp rượu thôi à bác Hai. Nó có tự bệnh cho còn cho còn mà thằng Sang với thằng có kết nối cũng lâu rồi mà anh chị đâu có lên đây đâu. Mấy chục năm à. Tới giờ mới lên. Gần 20 năm rồi. Mười mấy năm. Mười mấy năm. Là đó giờ ba lên đây luôn hả bác? Tới có thằng Sang tội nghiệp mới lên đầu. Đi bán bác Hai này quay tới cũng cùng tháng mấy này tới rồi nè. Mười tới cuối này nữa. Dạ, trước 28 29 gì hết hay. Đâu mùng 1 mùng 2. Nhà bác Hai mùng 2 nhà nhà của ba con dưới là mùng 4 đó. Mùng năm nay tháng thiếu nè.
Nó thiếu nữa thôi, 29/1 nữa. Vậy là 29/1. Thì cuối năm này người đám giỗ cũng có quay lên đó. Đúng mà điện à. Có quay lên đó, tụi công. Mà năm nay à, năm nay á thì con lên trước ngày. Trước ngày quay nữa. Có lẽ trái nữa con lên bữa anh một dạ. Nó cười năm rồi anh Công nói trời ơi chịu qua bắt cá gì đó quá trời luôn, không chịu quay bắt cá nướng cá gì đó bây giờ bởi vậy không đi được. Ở đây trên bắt ai yên tĩnh lắm cả nhà, với nó mát gì lắm phải không? Phải mát. Giờ này cái dây dê nó kêu bây giờ kêu là nắng nhưng mà hết rồi hết cái mùa của anh bóp về rồi đó, mùa hè hả? Mà mấy cái con da dê gì á? Dê rừng. Không, da dê nó về ngoài hết là đi hết rồi. Khoảng tháng 3 bắt đầu nó kêu gỗ rồi, nó kêu dùng quỷ, nó kêu điếc lo tai, chị không nghe luôn đó. Còn da dê mà hồi xưa nó kêu thanh đốt, kêu êm tay đó. Của mình thì nhỏ, mình muốn tay ốc thôi. Cái lúc tụi con lên đây ở Đăng với bà Hai đó, trời ơi, da dê nó kêu ban đêm, nó kêu thôi là kêu. Nó kêu hội luôn đó. Dữ lắm. Nó kêu nghe sợ ma. Nóng rồi, nó nóng. Rồi, nóng. Cho ly nó đây. Tưởng nó đâu có quay đâu, cho nó lấy bị gì. Bị viêm son đó. Nó là bị viêm son đi. Anh uống giúp hai ly đi. Ly thôi. Ly đi cho nó thâm. Uống giúp hai ly đi. Uống vừa cho biết nóng rồi giúp ta chứ. Không mũi rồi. Uống lên lên đây rồi, như đây con rồi còn gì nữa. Cháu là nhà nha, lấy gỗ với bác ai đi cả nhà. Uống này nhiều thiệt, em uống cái này không thích đâu. Nó nóng lắm. Thảo gỗ ổi á. Ông ngoài để dạ. Uống này vài ly lấy cái lọc được rồi. Dạ. Chứ uống hết ngày không được phải không? Dạ, đã. Quá lắm. Rồi bây giờ cái uống vài ly lấy cái lọc đi. Uống cường thì bị gót quá đầy thôi. Dạ. Dưới chút chút chi dưới thôi. Chút thôi. Vừa hóp nhỏ hóp là được rồi. Có mà nấy rồi với mà con để mật chỉ tép vô này cả nhà. Chính hả? Dạ. Mình tép như đây. Đây hồi đó hai của gần dưới gần ông mình nó bỏ thái nha. Nó qua nữa. Để hồi lâu mà lần hồi xưa. Để mình lộn vô. Để mình lộn vô cho nó nóng. Em Trang đi thôi, nước cái đậy á. Để cho nó nóng luôn. Nhà bà gửi cho Trang mình đó. Chú định đó. Cậu thì cả nhà mình có thể nấu này khỏe không cậu ơi, đậu ngọt ngon lắm nha, mình ăn ở đây nha, mình nấu đậu tái mình vẫn để cậu á, mình nhậu nhậu không nhớ hả? Ổng thì ổng là nhóm họ thì có rồi đó. Chú hai kiện sợ không chết chập trời chập lá cương ông cậu chú hai á, cương với ổng là cái gì hết trơn, ổng cậu này là cương với ổng cái gì tiêu xà lan mà. Mà xà lan này cái này nó cũng dạ. Lâu rồi nó cũng nghỉ xét rồi đâu có sơn hoài được. Có đũa hôm hai đứa em múc lấy cái miếng lẩu xíu tiếng lên múc cái này để mà chị ngồi đi để nó lấy tụi nghe có hai gái tu đó. Đây làm gì vậy? Dạ không có làm gì đâu, bữa nay là để ba ní còn lên cho ba nuôi chắc cây banh rất mừng anh nữa nè. Ừ. Lớn à, đây, rồi. Bữa nay thì nói chung là mấy đứa con nó kết lý với nhau năm nay đang đó thì này ông vàng sang bà vàng sang đầu bữa nay xuống là muốn lâu không có lên trình lý cho thay đổi bữa nay đi con là gảnh gảnh là bay bữa nay cái đổ chập lắm không có cái lá lủi lủi cũng lên đây chơi trước thì vừa cũng lá là con đi về sao cũng biết nhà lý giờ nào giờ chưa cũng chưa biết nhà thì con nó cách lấy mà chỗ mà hai cha nấy thì cha chưa lên chứ tôi thì biết nhà bởi vì ở dưới quê dưới cái sức cái là tôi ở làm được cắm chung với nhau quen cũng làm được vô biển chập bét nữa nói chung vậy quá to rồi cho cậu đi nó có nghe nói là ní chỉ làm ủa sao ngồi thôi nấu rồi ta đó là gần đất hai cụ đó dưới gọc lá nằm dưới gọc lá rồi đúng rồi gọc lá với ông qua tạo ông tạo ở bên nhất cũng ông Bình đó nhà nhà ông Bình lớp sĩ hôm nay nhà mà với vợ nó vào thử cũng đúng đấy vợ đi bác sĩ vợ nó xây gì nó cũng đi bác sĩ uống em cặp vô nhớ rồi kỳ đó về sáng lại cho ai quên hết chưa
lâu năm quá rồi. Trang cho hai củi. Cái miếng đó cho rằng chú hai củi mà. Ờ đúng rồi, trang lại cho hai củi. Rồi cho hai củi luôn. Đi rồi sủi sủi. Có hết tay tới giò. Củi là củi cái gì vậy? Nhà nhà nha, ăn ăn lẩu nha. Rồi ăn tủ tủ. Ăn lẩu thái hợp thịt lợn. Dậu. Này là mất này nha. Em mua gì mua chứ không thể nào mà quên món này nè. Cái củi giờ là tốt cơm hàng tháng ở trên công bí. Ít ta còn muốn. Đợt đó ông đi nghỉ dụ gì vậy? Sao cần người qua nước? Dạ mập con mập hiếm. Hai anh em đi cưa đó. Có mày cả nhà nha, ăn lẩu nha. Nấu cũng có được rồi đó. Có mực tép này nó ngon đó. Nhưng mà đặc biệt là nó ngon là có chín mực dừa luôn nè. Mình nấu lẩu thì nó rất là ngọt nha. Đợt đó là ông lên là dẫn đó. Đợt đây ông lên dẫn ông lên ông lạnh ông xiết con đồ. Mình mua cái loại hộp vịt đây ốp mè cả nhà. Dạ con nhỏ là đi biết bao nhiêu vật biển. Cái cấp đó là ní còn hưởng được chế độ. Tổng cấp đó tôi về nãy rồi. Về nãy mà đều là cũng mua tới vài tháng thí dụ qua mình đưa bán vui. Xà bông quấn sữa đường bột ngọt rồi kia vậy đó. Tới quý rồi mới mua được. Này không gào ngon. Cái đợt đó là ông Lê Dững đó. Không sao đó. Lê Dững ông gắt đợt đó quá trời. Bây giờ chạm mà Lê Dững gắt bắt hết vậy thôi. Bắt hết. Là cái mà cậu mình á mua gạo ăn không đó, mà yêu cầu là một dạ gạo thì bắt đó, tháo được. Chạm một lượng thứ cho nó không nó lớn nó dững luôn. Sợ luôn, không có lúa lọt ra được mà. Cái ông là ở đâu thì ăn đó chứ không có nói là mà, ông bà vậy đó. Lấy với tôi chứ đặt mấy thùng chứ đó. Thôi về lên YouTube hả? Lên không lên. Có em làm YouTube mà. Là lấy từ mấy năm trời đó. Là về Việt Nam đó tôi cho mày lên YouTube á. Dạ, mày anh. Anh nhầm thế máy. Từ từ. Dạ anh tới. Cụ 70 rồi đó. Rồi đó. Đó, nó bảo đó. Bảo bảo rồi đi ra cảnh rồi hả? Ờ. Vậy cha thì nhớ mà lòng hai hai cùng hai tôi nữa rồi. Còn đến từng hai rồi ông hai tôi nữa. Lớn tuổi hơn nữa. Không biết làm sao mà đi cho ổng 70 là. Không thể cũng lỗi rồi sao. 12 ra trường rồi đó. Ngọt có hai có cây khế nè cả nhà. Cái khế này là cây khế ngọt nha. Ngon. Chở theo đây để cái chín cho cả nhà xem đi. Giờ mình cầm máy rồi cho tổng nguyên nó ăn chút. Em thì bốn thằng trai. Có mình trai đơn luôn. Cháu hỏi nè, chín rồi. Chín cây. Mình mời cả nhà nha, ăn khế nha. Ăn khế ngọt. Ngon, ngon ngay không? Phải cán cây thêm cái 6 nữa, cái thêm thằng nữa là ngũ quỷ. Ba thì ba đít cây là lâu lắm rồi mới ra lên đây để thằng thứ hai. Thành ra cũng có mấy chú ở sớm được rồi, rồi gom gã đi cả nhà kể chuyện xưa. Thằng cây ngũ quỷ quá, phá đít được cây là dọn. Thì bây giờ hôm nay mình quay chuyện đáng dài rồi, mình cũng cảm ơn cả nhà. Luôn thương yêu và ủng hộ kênh Thương Mại Non nha. Và cho mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.